kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm ngày 17 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, rồi sẽ ảnh hưởng đến một phần ở khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì từ đêm ngày 17 tháng 12, ở Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Bắc Trung Bộ từ gần sáng ngày 18 tháng 12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, từ gần sáng ngày 18 tháng 12, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Các tỉnh miền Bắc từ ngày 18 tháng 12 trời trở rét. Thưa quý vị và các bạn, cách thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 10 km, làng gốm Bào Trúc nằm ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đang trở thành một điểm du lịch thú vị của làng Thập Phương. Làng Bào Trúc có hơn 400 hộ dân, trong đó hơn 80% làm nghề gốm truyền thống. Khác với những làng gốm trên cả nước, gốm Bào Trúc chỉ làm hoàn toàn bằng tay. Các sản phẩm ở đây chủ yếu là những tháp chăm, tượng chăm được mô phỏng, các vũ nữ apsara, bình hoa, ấm nước, đủ kiểu dáng. Gốm Bào Trúc không nung bằng lò, người ta chất thành từng đống, ủ rơm rạ rồi nung thủ công ở nhiệt độ khoảng từ 500 đến 600 độ C. Sau khoảng 4 đến 5 giờ thì sản phẩm gốm được lấy ra để phun màu. Các nghệ nhân tạo ra các vết màu loang đặc sắc trên từng sản phẩm gốm như là vàng đỏ, đỏ hồng, đen, xám, việt nâu, mang đậm dấu ấn của văn hóa Champa cổ. Làng Bào Trúc rất đỗi bình yên và đâu đâu cũng thấy các sản phẩm gốm. Quý vị chỉ cần gõ cửa một nhà dân người Chăm, họ sẽ sẵn lòng hướng dẫn quý vị cách làm ra một sản phẩm gốm. Trải nghiệm tại làng gốm sẽ đem đến cho quý vị cảm giác như nơi đây, nghệ thuật và cuộc đời rất gần gũi đến mức hòa quyện thành một với nhau. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Tại các địa điểm du lịch khu vực Tây Bắc Bộ như Điện Biên không mưa với trời nắng ấm ban ngày, rét về đêm, nhiệt độ thấp nhất tại Điện Biên là 16 độ và cao nhất 28 độ, với độ ẩm tại đây là 70%. Còn tại Sapa có mưa phùn nhẹ và sương mù vào sáng sớm, trời rét, nhiệt độ về đêm 14 độ, còn ban ngày lên mức 20 độ, với độ ẩm 60%. Còn tại khu du lịch Tam Đảo, mưa nhỏ, đêm và sáng sớm có sương mù khá dày đặc, trời rét, nhiệt độ duy trì ở mức là từ 16 đến 19 độ, độ ẩm 100%. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Hà Giang, nhiệt độ trong ngày từ 17 đến 24 độ với độ ẩm 70%. Còn tại Vịnh Hạ Long thì nhiệt độ thấp nhất 22 độ và cao nhất 28 độ với độ ẩm 90%. Tại Hải Phòng, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 25 độ với độ ẩm 90%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất 21 độ và cao nhất 24 độ với độ ẩm 80%. Tại Phong Nha, Kẻ Bàng, nhiệt độ ngày đêm từ 23 đến 26 độ với độ ẩm khoảng 85%. Còn tại Huế, nhiệt độ dao động từ 22 đến 29 độ với độ ẩm 75%. Thời tiết khu vực Nam Trung Bộ ngày mai, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào ở một vài nơi, gió Đông Bắc tại đây mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Đà Nẵng, biên độ nhiệt từ 24 đến 29 độ với độ ẩm 80%. Tại Hội An, nhiệt độ trong ngày trong khoảng 24 đến 28 độ với độ ẩm 85%. Còn tại Bà Nà, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ với độ ẩm 80%. Thời tiết các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận thuận lợi cho du lịch, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ ở một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Nha Trang, nhiệt độ thấp nhất 25 độ và cao nhất 30 độ với độ ẩm 80%. Còn tại Mũi Né, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 31 độ với độ ẩm 70%. Tại Vũng Tàu, nhiệt độ thấp nhất 26 độ và cao nhất 32 độ với độ ẩm 65%. Khu vực Tây Nguyên ngày mai, thời tiết cũng thuận lợi cho du lịch. Cụ thể, tại Pleiku không mưa, trời lạnh về đêm, nhiệt độ trong ngày từ 18 đến 30 độ với độ ẩm 55%. Còn tại Buôn Mê Thuật, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ với độ ẩm 70%. Tại thành phố Đà Lạt, mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ duy trì ở mức 15 đến 22 độ với độ ẩm 80%. Thưa quý vị, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa nhỏ khu vực ven biển với gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất 24 độ và cao nhất 34 độ với độ ẩm 55%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ với độ ẩm 70%. Tại U Minh, nhiệt độ ngày đêm trong khoảng 26 đến 32 độ với độ ẩm là 70%. Thưa quý vị, thời tiết biển đảo có mưa rào và dông về chiều tối. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Đông mạnh cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất tại Côn Đảo 27 độ và cao nhất 30 độ với độ ẩm 75%. Còn tại Phú Quốc, nhiệt độ thấp nhất 28 độ và cao nhất 30 độ với độ ẩm 70%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.